Chiến sự giữa Nga và Ukraine đang có bước ngoặt nguy hiểm. Quân đội Ukraine mở chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào vùng Kursk miền trung nước Nga. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine và lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng phát năm 2022. Nga ngay lập tức phản công đáp trả. Vụ tấn công vùng Kursk lần này đang làm thay đổi cục diện chiến sự giữa Nga và Ukraine như thế nào? Cuộc tấn công này sẽ tác động ra sao đến triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong thời gian tới? Thưa quý vị, tình hình chiến sự Nga và Ukraine là vấn đề quốc tế được quan tâm nhất trong tuần vừa qua. Cách đây nửa tháng thôi thì các quan chức ngoại giao của hai nước vẫn còn nhắc tới các điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Thế nhưng cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga hôm 6 tháng 8 đã làm đảo lộn tất cả. Nga thì chắc chắn là phải phản công để có thể bảo vệ lãnh thổ của mình. Thế nhưng điều đáng nói là hành động lần này của Ukraine đang có nguy cơ đẩy chiến sự giữa hai bên kéo dài hơn và tiềm ẩn những hậu quả nguy hiểm. Cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine và vùng lãnh thổ Kursk của Nga đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến kéo dài 30 tháng qua. Hiện xung đột đã lan rộng trên 1.000 km2. Tỉnh thứ hai của Nga giáp biên giới với Ukraine là Belgorod cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Gần 200.000 người đã được sơ tán sau các cuộc tấn công. Có một số quân nhân và nhân viên điều phối ở trên đường. Chúng tôi chỉ cần xuất trình giấy tờ là họ sẽ hỗ trợ chúng tôi lên xe, đi sơ tán. Ukraine cho biết đã kiểm soát 82 khu định cư ở tỉnh biên giới này và các lực lượng của Kiev đã tiến sâu 35 km vào lãnh thổ Nga với chiều rộng dọc theo mặt trận là 40 km. Quân đội Ukraine đã tiến được thêm 1-2 km ở Kursk theo các chiều hướng khác nhau. Một văn phòng chỉ huy quân sự đã được thành lập tại Kursk để đảm bảo trật tự và mọi nhu cầu của người dân địa phương. Hiện Ukraine vẫn chưa tiết lộ mục tiêu chiến lược của cuộc đột kích này. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cho rằng đà tiến quân của Ukraine sẽ chậm lại trong những ngày tới. Hiện tại, quân đội Ukraine không theo đuổi việc tốc chiến cũng như khả năng xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương. Ý định của họ là hành động trong phạm vi hỗ trợ của hỏa lực từ xa. Về phía Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thành lập hội đồng điều phối phụ trách các vấn đề an ninh, quốc phòng tại ba tỉnh giáp Ukraine là Belgorod, Bryansk và Kursk. Nhiệm vụ chính sẽ là đẩy lùi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ của chúng ta và cùng với lực lượng biên phòng bảo vệ biên giới quốc gia. Kẻ thù chắc chắn sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng và mọi mục tiêu của chúng ta chắc chắn sẽ đạt được. Nga cho biết các đơn vị quân đội của nước này đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng vũ trang Nga đã đánh bại lực lượng Ukraine tại khu định cư Krupes ở tỉnh Kursk, giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ. Ngoài ra, nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine gần Kremyanoi. Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục ngăn chặn nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm xâm lược lãnh thổ Nga. Các đơn vị của nhóm phía Bắc và lực lượng dự bị đã phá hủy nhiều khí tài của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga ước tính, kể từ khi cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine mất hơn 2.300 binh sĩ, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 2 bệ phóng tên lửa đa nòng và 15 khẩu pháo dã chiến. Trong lúc này, thì phương Tây vẫn đang tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp nước này có thể chiếm được ưu thế trên chiến trường. Và ngay trong tháng này thôi thì đã có những loại vũ khí mới lần đầu tiên được cung cấp cho Ukraine sau hơn 3 năm chiến sự. Về phía Nga thì Điện Kremlin khẳng định là các quyết định gửi thêm vũ khí sẽ chỉ kéo dài cuộc đối đầu quân sự, gây ra thêm nhiều thương vong và tàn phá hơn. Một câu hỏi đặt ra lúc này đó là sau chiến dịch tại vùng Kursk thì sẽ có những vũ khí nguy hiểm nào nữa được phương Tây bổ sung cho Ukraine và liệu thì Nga sẽ có phương án đáp trả như thế nào? Ngay đầu tháng 8 này, những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên đã xuất hiện tại Ukraine tham gia vào biên chế không quân nước này. Sự xuất hiện của máy bay F-16 do Mỹ sản xuất là cột mốc đáng nhớ sau 2 năm chờ đợi, được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khi Kiev bắt đầu trang bị các dòng chiến đấu cơ do phương Tây chế tạo nhằm tăng cường năng lực của lực lượng không quân nước này. Những chiếc F-16 đang có mặt ở Ukraine. Đây là giai đoạn mới trong quá trình phát triển của lực lượng không quân Ukraine. Sở hữu máy bay F-16 giúp chúng ta giải quyết một số vấn đề đau đầu hiện nay của Ukraine, đó là các cuộc tấn công bằng tên lửa lớn, sử dụng bom dẫn đường trên không và việc triển khai các hệ thống S-300 tại các vùng biên giới Sumy và Kharkov. F-16 có thể mang tên lửa JSSM hoạt động trong phạm vi 1.000 km và điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hậu cần của Nga.
Không chỉ nhận thêm những chiến đấu cơ, đã có 14 quốc gia bao gồm Anh, Canada, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Séc, Thụy Điển, Estonia, Đức, Đan Mạch và Mỹ bật đèn xanh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do các nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp được áp dụng đối với cả các lô vũ khí đã và sắp được chuyển giao cho nước này trong tương lai. Ngay sau vụ tấn công tại Kursk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao nước này xin phép các đối tác để được sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS hay tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow, SCARP vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Các động thái trên một lần nữa thách thức các lằn ranh đỏ mà Điện Kremlin vạch ra, có thể buộc Nga đưa ra phản ứng thích hợp. Chúng ta phải làm gì để đáp trả? Trước hết là cải thiện hệ thống phòng không của mình để phá hủy các tên lửa. Thứ hai, tôi nghĩ rằng nếu ai đó có thể cung cấp những loại vũ khí như vậy cho vùng chiến sự để tấn công vào lãnh thổ của chúng ta, thì tại sao chúng ta không có quyền cung cấp vũ khí tương tự cho những khu vực có thể thực hiện đòn tấn công nhằm vào các cơ sở nhạy cảm của các quốc gia phương Tây đó? Trên thực địa, trong những tháng qua, các lực lượng Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào kho vũ khí và thiết bị quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Để đối phó với các loại vũ khí do Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraine, Nga cũng có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 7,5% GDP và tăng cường sử dụng các loại khí tài và vũ khí mới trên chiến trường. Hiện binh lính và vũ khí Nga đã được triển khai ở Belarus, một đồng minh của Moscow, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nga cũng có lực lượng ở Syria, gần các căn cứ nơi lực lượng Mỹ hoạt động, giúp Nga có nhiều phương án đáp trả hơn với lực lượng phương Tây. Và cùng trao đổi với chúng ta về những khả năng đáp trả của Nga là phóng viên Nhật Linh, thường trú tại Liên bang Nga. Chị Nhật Linh ạ, Nga luôn coi việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ của Nga là làn danh đỏ và buộc họ phải đáp trả bằng mọi phương tiện có thể, trong đó có cả vũ khí hạt nhân. Vậy thì truyền thông Nga nói gì về khả năng là Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật như một phản ứng đối với sức ép từ phương Tây hiện nay? Trong bối cảnh các nước phương Tây đe dọa gửi quân từ Ukraine, thì Bộ Quốc phòng Nga đã công bố cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ Ngoại giao Nga thì cũng đưa ra một số tuyên bố cứng rắn, đặc biệt là Nga đang nối lại việc phát triển và sản xuất tên lửa tầm trung và tầm ngắn để đáp trả những hành động tương tự của Mỹ. Theo giới phân tích, đây là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu phương Tây dốc toàn lực. Không giống như vũ khí hạt nhân chiến lược, vũ khí hạt nhân chiến thuật thì không nằm trong quy định của Hiệp ước START và Moscow thì cũng không công khai số lượng. Nhưng truyền thông phương Tây ước tính hiện Nga có kho vũ khí hạt nhân chiến thuật lớn nhất thế giới, khoảng từ 3 đến 6.000 đầu đạn. Sự khác biệt chính của vũ khí chiến lược là sức mạnh được đo bằng TNT. Nếu vũ khí hạt nhân chiến lược hạ gục kẻ thù từ hàng trăm kiloton đến vài megaton, thì vũ khí hạt nhân chiến thuật từ 1 đến 50 kiloton. Con số này cũng không hề nhỏ khi mà một quả bom 15 kiloton đã từng được thả xuống Hiroshima. Các chuyên gia cho rằng Nga chưa bao giờ sử dụng loại vũ khí đáng gờm nhất trong lịch sử vào các hoạt động chiến đấu. Nhưng các đầu đạn hạt nhân chiến thuật sẽ là phương tiện hiệu quả nhất của Nga để mà bảo vệ biên giới và lợi ích an ninh của mình ở thời điểm này. Đến nay thì Nga vẫn thực hiện lệnh cấm thử hạt nhân, nếu có chỉ là khi phải đáp trả. Đây là quan điểm nguyên tắc của Moscow. Thực tế là nếu nhìn vào thực địa, nhìn vào việc là vũ khí và các khoản viện trợ quân sự vẫn đang được phương Tây gửi tới Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga, thì lúc này thật khó có thể tìm ra được một tia hy vọng nào cho các cuộc đàm phán hòa bình. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky cho biết là Moscow đã đưa ra một đề xuất đàm phán rất hào phóng cho Ukraine xét đến tình hình của nước này ở tiền tuyến. Thế nhưng cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ Kursk đã cho thấy là Ukraine đã chọn leo thang và căng thẳng thay vì đối thoại hiện nay. Có vẻ Ukraine đang nhắm đến việc cải thiện vị thế đàm phán của mình trong tương lai. Nhưng chúng ta có thể đàm phán như thế nào với những kẻ tấn công bừa bãi và dân thường vào cơ sở hạ tầng dân sự và cố gắng tạo ra mối đe dọa với các cơ sở năng lượng hạt nhân? Sự hiện diện của quân đội Nga ở các khu vực biên giới càng bị triệt tiêu thì hòa bình và an ninh sẽ càng gần hơn với nhà nước của chúng ta. Với những hành động khủng bố của mình ở Kursk, Ukraine đã khiến tiến trình đàm phán hòa bình phải tạm ngưng trong một thời gian dài.
Nga càng sớm chấp nhận khôi phục hòa bình trên cơ sở công thức hòa bình, thì các cuộc xâm nhập của lực lượng phòng vệ Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ càng sớm chấm dứt. Giới phân tích chính trị cho rằng, khó khăn chính trong việc tổ chức đàm phán không nằm ở việc tìm ra hình thức đàm phán và trung gian hòa giải, mà ở sự khác biệt cơ bản trong lập trường của các bên. Hiện nay, Kiev vẫn kiên quyết đàm phán trong khuôn khổ công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky, trong khi Moscow bác bỏ quan điểm trên. Hai bên vẫn bất đồng về quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập là Crimea, Donbass, Kherson và Zaporozhye. Hiến pháp Nga đã được thay đổi theo các vùng lãnh thổ mới này, trong khi hiến pháp Ukraine cũng chắc chắn không cho phép họ từ bỏ những vùng đất đó. Một thỏa thuận ngừng bắn là điều mà cộng đồng quốc tế kỳ vọng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, một thỏa thuận ngừng bắn tách biệt với việc giải quyết các vấn đề của cấu trúc an ninh châu Âu sẽ khó đạt được vì các bên sẽ nghi ngờ đối phương lợi dụng thời gian tạm dừng để tập trung lực lượng và nối lại chiến sự. Nhiều khả năng Moscow và Kiev sẽ cần thu hút các quan sát viên quốc tế để giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, điều này cũng không dễ thực hiện. Triển vọng càng thêm mịt mờ khi các bên đưa ra con bài hạt nhân chiến thuật và sẵn sàng sử dụng giải pháp này khi làn ranh đỏ bị phá vỡ. Thưa quý vị, theo dự kiến thì hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh lần này là các bên tham gia hội nghị sẽ thống nhất về một kế hoạch hòa bình và sau đó kế hoạch này sẽ được gửi tới Nga. Tuy nhiên thì triển vọng từ các cuộc đàm phán hòa bình kiểu này là không mấy khả quan, bởi một thỏa thuận hòa bình thực chất sẽ cần sự tham gia và đối thoại giữa tất cả các bên liên quan, trong đó tất nhiên là phải có cả Nga và Ukraine. Nhưng với tình hình xung đột tiếp tục mở rộng hiện nay, cùng với những điều kiện đàm phán còn có những khác biệt lớn, thì cái sự nhượng bộ và thỏa hiệp đất này là không mấy khả quan.